Em chào tất cả cô chú anh chị nhé. Này em quay cho cô chú anh chị mình xem tạm sao sầu riêng kinh doanh ôm tầm khoảng là 300 mét mặt tiền quốc lộ 28 này nhá. Đất của mình thuộc về xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Bây giờ em sẽ di chuyển vào để em quay cái lô sầu riêng này cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Tơ cái hướng này đi ra thì ra hướng Giang Nghĩa nha cô chú anh chị. Cách thành phố Giang Nghĩa nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 40 cây nha. Là cái hướng này là về hướng Giang Nghĩa này. Còn cái hướng này cô chú anh chị thì nó đi về Buôn Mê Thuột. Cách Buôn Mê Thuột là tầm 70 cây nha. 70 cây là về thành phố Buôn Mê Thuột nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ di chuyển vào em quay cái lô đất này cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Cái mảnh đất của mình thì nó cách trường học, khu dân cư cô chú anh chị thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 600 mét là xuống trường học rồi nha, cấp 1, cấp 2 dân cư nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ di chuyển vào em quay cho cô chú anh chị mình cùng xem tám sào sầu riêng này. Trên đất của mình thì có một căn nhà điện 3 pha đầy đủ hết nha. Đất của mình thì nó nằm đây cô chú anh chị, mình đi qua cái cống là vào cái lô vườn của mình. Cái lô vườn của mình thì sầu riêng thì mình có căn nhà tạm này, có điện 3 pha luôn. Ở đây là sầu riêng này. Sầu riêng này sầu riêng gì ấy chị? Dí sáu. À, cả vừa thái vừa dí sáu à? Ở đây là dí sáu này, chất đất đó ba gian. Trên đất đây được chú trồng thêm là bơ này, dừa. Rồi thì tiêu. Đất cực kỳ tốt nhá. Này, chú nhà họ trồng thêm cau nữa. Đó, tiêu này. Sầu riêng này, sầu riêng lớn hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, sầu riêng này trái cực kỳ nhiều luôn. Quá trời trái luôn. Quá trời trái luôn nha. Này, trái này. Trái từ trên ngọn xuống luôn. Quá trời trái luôn. Đấy. Có, mình có giếng khoan đầy đủ hết luôn nha. Nhà cửa đầy đủ, giếng khoan đầy đủ hết nha. Mình chỉ vào ở thôi. Ở là làm mà thôi. Thì giá chủ nhà hiện tại bây giờ đang kêu á, cái lô sầu riêng này á, 8 sào này á, thì với giá là 900 triệu. 900 triệu nguyên một lô như thế này. Đó, nguyên một lô sầu riêng như thế này, kinh doanh. Đấy, trái này. Đầu trái hết rồi nha, sầu riêng bữa nay là đầu trái hết rồi nha. Mình ở dưới đó cái hồ lớn á cô chú anh chị này. Có cái hồ lớn bên dưới á là cái hồ của mình luôn nha. Đấy, có hệ thống tưới, chú nhà thì họ tưới bằng điện ba pha thôi. Đó, thì ở đâu đây thì có bơ luôn này. Đó, có bưởi này, sầu riêng này, sầu riêng, xoài. Hầu như cái mảnh vườn này là có cây ăn trái hết rồi. Chất đất đó ba gian, ô tô tận nơi. 300 mét, 200-300 mét mà tiền quốc lộ 28. Này, sầu riêng này, cho cô chú anh chị mình xem sầu riêng trái này. Quá trời trái luôn. Đất của mình thì tiền nhẹ nha cô chú anh chị, bằng có về tiền nhẹ có luôn. Đấy. Bơ này, điền điệt đầy đủ hết. Anh chị chỉ việc vào ở làm thôi. Còn ngoài ra anh chị không phải đầu tư bất cứ thứ gì nữa nha. Chất đất đó ba gian. Lô sầu riêng này. Đúng. Sầu riêng, chen bơ, chen tiêu, chen mắc ca, chen bưởi. Chen mít. Đó. Cau. Đầy đủ hết. Anh chị chỉ việc vào ở là làm. Bây giờ em sẽ di chuyển vào em quay nhà cho cô chú anh chị mình cùng xem. Hầu như mảnh vườn này là đầy đủ các loại cây ăn trái nha cô chú anh chị. Giá chủ nhà hiện tại bây giờ đưa ra đang 900 triệu. Nguyên một lô như thế này luôn. 900 triệu nguyên một lô như thế này. Đó, nguyên một lô. Ôm khoảng tầm 200-300 mét. Mặt tiền đường quốc lộ 28 nhé. T
từ mảnh đất của mình mà về hướng Sài Gòn thì 270 cây, về hướng Lâm Đồng thì mất đâu đó khoảng tầm 100 cây số. Mình có căn nhà tạm, nhà tôn tạm nha, có giếng khoan đầy đủ hết này đó. Bơ, xoài, dừa, tiêu, sầu riêng, mắc ca, cau, mít, đầy đủ các loại cây ăn trái nha. Anh chị quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nha cô chú anh chị. Đấy.